Xin mời các bạn đến với kèo chế ghi đội của những cặp đấu cọp của kèo chế gò sòi. Đứng trước mặt mà hình ống kính của Lâm là gơ tay đến từ Bánh Mía Sóc Trăng. Gơ tay phối hợp cùng Minh Vui, chủ ATM mới của cậu gò sòi. Anh ta đến từ Trẻ Tây Ninh. Gơ tay chấp cường kỳ cái đầu không các bạn, bỏ chân vào gần nha. Còn bên kia là Tấn Nhóc Lóc Chóc kỳ cho cường kỳ đến từ Trà Cú, Trà Vinh, quê hương của anh Mít Trà Cú đá gà. Đây là cặp đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính, hấp dẫn các bạn. Chúc các bạn luôn vui khỏe, an lành trong mùa dịch này nhé. Hãy giữ sức khỏe mình trước các bạn, rồi tới đó với những người xung quanh cho mình nha. Ok mate, vô hàng. Sân banh này là đường số 16 với gò sòi nha các bạn, quận Bình Tân. Sân banh này là đánh giải 44 đội của Trung Trực, Phi Gip, Quốc Đoàn và Quốc Thiện Truyền Hai vô địch nha các bạn. Quá hay chưa sao? Gờ cái thủ cái đầu hay thiệt. Quá hay cho Tân Châu. Cái bánh này giống mềm quá hả? Quá tuyệt vời cho gơ tay. Hiện tại sân banh này có rất nhiều cao thủ kèo chế tập trung ở đây các bạn. Đây là Hảo Hảo đến từ Châu Đốc, chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam. Còn đây là Sỉnh Sỉnh đến từ Vĩnh Lộc. Sỉnh cho một những cao thủ đánh tay đầu dò hiện tại giờ cũng ghê gớm các bạn. Còn ngồi bên kia là Mã Cha So, cao 1m86, quê Tháp 10, Mỹ An, Đồng Tháp. Còn rất nhiều các cầu thủ Gió Lâm đang ngồi trước mặt đây Lâm nha. Còn đây là U Nu U Nàng, Sang Lửa. Sang Lửa và Gơ Tây là một trong những cặp kỳ mà từng hạ Long Kỳ tại Cầu Tre các bạn. Đấy là quả là một cao thủ võ ca. Tỷ số hiện tại giờ là 4-3 nghiêng về cho Cường Kỳ. Tân Nhóc vừa có một quả kỳ tự sát tại Nam Lạc, 4 đều. Quá hay cho cái đầu gơ tay. Quá hay chưa chết. Giò gà mắt kiên. Thứ gì chịu nổi Cường Kỳ. Đây là vào mùa dịch nha các bạn, cho nên cấm tụ tập các sân bãi lân cận, cho nên ít có kèo nào hấp dẫn nha các bạn. Các bạn hãy xem những cái kèo chế này đỡ ghiền, đỡ buồn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành, ủng hộ, theo dõi kênh Đại Lâm Vua Đồ. Hôm nay YouTuber Đại Lâm bịt khẩu trang luôn các bạn ơi. Nguy hiểm và nguy hiểm đang cận kề bất cứ lúc nào.
chúc mọi người sức khỏe, mọi người cũng nhớ đeo khẩu trang nha. Cơn kem vừa tự sát tại Nam Lan. Con đang mệt, con mổ bò hút cho nữa là nguy hiểm. Cái đó sư phụ nói thiệt, không có đồ. Lấy con ca chú Huy ơi. Đừng có thấy bò hút mà vô mà hút cho cái mày té cái đội người ta không cứu kịp mày đâu. Năm sao ăn luôn rồi sao đeo qua hay cho Minh Vui ơi, quá tuyệt vời cho Minh Vui. Một quả banh quá nhanh quá nguy hiểm của Cường Kem. Bảy sao quá tuyệt vời cho gơ tay bảy đeo bên gỡ còn năm gối bên gỡ còn năm gối nè gà sảnh bảy đeo pha bóng kìa rồi thật sự quá khó cho gờ tay vì gờ tay có cái đầu không nghe các bạn không có đổi sân à tám bảy thật sự gơ tay của những cú bỏ nhỏ quá ghê gớm tám đều phá bóng vừa rồi Cường Kem mổ quá điên nhanh cho nên gơ tay hãm lại không được các bạn rất đáng tiếc cho gơ tay. Chính tác ba quả liên tiếp cái lỗ số sáu đồng xu quá ghê gớm cái lỗ đồng xu các bạn ơi chín đều đứng trước màn hình của Đại Lâm là Minh Vui cầu thủ trẻ đang lên cũng là một trong những chủ ATM của cây gào sò hiện tại. Vô.
Quá tuyệt vời cho gơ tay của những cú mổ nhỏ, thật sự quá nguy hiểm. Không trên. Gơ tay vừa tự xét. Không đeo. Đây là những ngày đầu tháng 8 nha các bạn. Mùa dịch cúm Covid đang lan tràn khắp nơi. Các bạn hãy tự lấy giữ mình sức khỏe trước nha, rồi sau đó mới những người xung quanh mình nha. Chúc cho mọi người sức khỏe an toàn nha. Mời đeo. Một pha phối hợp của Gơ Tây và Minh Vui không được ăn ý. Mời một, mời, nghe về cho cậu Kem. Quá hay. Quá hay. Trận đấu đang hấp dẫn các bạn ơi. Lẫm bên. Quá hay cho mình chơi. Thật đang tiếc cho Cường Kem. Trong khi Gơ Tây và Minh Vui thất thế thì Cường Kem tự sát tại Nam Lạc. Quá đáng tiếc cho Cường Kem. Mười một đều. Mười một đều. Một pha bóng còn Kem bỏ lỗ số 2. Quá tuyệt vời. Đập bi đập mui. Thật sự Gơ Tây lên lưới quá ghê các bạn ơi. Đập bi đập bi. Đây là cặp Gơ Tây và Minh Vui. Ba đều, hai đều. Hai đều. Thật. Quả bành quá khó cho Minh Vui. Lăn lóc các bạn ơi. 13-12. Quá đáng tiếc. Bóng ngoài. 13 đều. Hiện tại bây giờ chiếc bàn này đang qua coi các bạn. Bóng ngoài. Lòn giò cái cây. Đây là những cú đầy may mắn của Minh Vui.
ba đều. Mậu Bình cường kia có một quả giật lưới. Mậu Bình 14-13. Kết thúc chương trình đại trường hình đây là hết. Các bạn biết bên nào thắng rồi đó nha. Bên Cường Kỳ Tân Nhóc vui vẻ rồi các bạn biết rồi. Còn đứng giữa màn hình là cái lưới là Mã Cha So. Hảo Hảo đến từ Châu Đốc. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe, an lành cho may mắn trong cuộc sống nha. Nhớ xe và le và xe. Chúc cho mọi người an toàn trong mùa dịch nha.